thời kỳ thịnh hưng bậc nhất, được phục dựng bằng ngôn ngữ của những khối mô hình nghệ thuật đặc sắc. Hàng trăm bộ cổ phục độc đáo kể chuyện về vị vua Phật có 102. Những đạo cụ thủ công đặc biệt đưa ta vào hào khí Đông A đáng tự hào của thế kỷ 13 đến 15. Và tôi đang đứng đây, nơi tạo ra từng chi tiết, hoa văn, trang phục ấn tượng sẽ được trình diễn tại đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Vâng, theo sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, được sự đồng hành hướng dẫn của Phật tử Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc Hoàng, các Phật tử đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt nhất tháng 12 này. Hơn một tháng trước khi chúng mình được nhận được nhiệm vụ là làm trong team thời trang, chúng mình đã cùng nhau bàn bạc để triển khai công việc. Công việc khối lượng rất là lớn với khoảng gần 150 bộ trang phục và 19 khối đạo cụ lớn. Mặc dù công việc rất là nhiều, thời gian rất gấp, tuy nhiên thì chúng mình không lấy đấy làm khó khăn. Vì chúng mình biết chúng mình không làm việc một mình, bởi vì chúng mình còn có sư phụ, có chư tăng và đặc biệt là cô Phạm Thị Yến đã trực tiếp chỉ dạy và hướng dẫn chúng mình thực hiện được những bộ trang phục này. Trước đây thì em cũng chỉ là, nói chung là cũng có một chút chuyên ngành về thời trang, nhưng mà em cũng không có quá nhiều kiến thức về việc thời trang liên quan đến từ ngày xưa, liên quan đến thời Trần và những cái kiến thức về Phật giáo. Khi mà nhận được ý tưởng từ sự chỉ dạy của cô Phạm Thị Yến thì em cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc triển khai ra những cái ý tưởng. Nói chung là những cái lúc khó khăn đấy thì em sẽ có những cái sự đồng hành của các anh chị ở bên cạnh, và sự đồng hành lớn nhất là sự đồng hành của cô, và cô đã chỉ dạy để hướng dẫn cho mọi người ở trong team tự làm sao để có thể làm được mà những công việc nó hanh thông, thuận lợi và để có thể triển khai những ý tưởng đấy. Em cảm thấy cô thực sự rất là giỏi luôn ý, em không thể ngờ rằng là có một người có thể giỏi như vậy. Có những thứ như kiểu là cách trình diễn hay là những bộ đồ khối có khi là chẳng phải sâu ra cô xem đâu, mà cô chỉ cần nhìn qua thôi là cô đã biết được công việc thì phải làm như nào đấy. Nhưng mà cô không có chuyên môn về những cái việc như vậy, nhưng mà cô lại có thể đưa ra những cái ý tưởng, gọi là đưa ra những cái sự chỉ dạy để giúp đỡ cho team có thể làm được việc mọi chuyện ok hơn. Ai ai cũng tỉ mỉ và say mê với công việc của mình, trong từng chi tiết tạo nên những bộ trang phục, đạo cụ mang đậm nét văn hóa thời nhà Trần. Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện siêu đặc biệt này, các Phật tử đã cùng nhau lựa chọn nguyên vật liệu, cắt may, trang trí, vẽ và đính hoa văn, họa tiết từ gần tháng trước. Trong quá trình làm việc thì chúng mình gặp cũng rất nhiều khó khăn, ví dụ như là không đủ người làm, thiếu nguyên liệu và bị ý tưởng. Tuy nhiên thì trong quá trình làm việc mình cũng gặp những câu chuyện rất là đặc biệt và mình cảm giác đấy như là được sự gia hộ từ chư Phật. Ví dụ như là trong cùng khoảng thời gian đấy thì có Phật tử cúng dường vải về rất là phù hợp trong công việc của chúng mình. Rồi khi mà chúng mình đi mua các nguyên liệu đạo cụ thì các cửa hàng cũng rất là hoan hỉ khi mà giảm giá cho chúng mình. Về người làm thì các Phật tử trong câu lạc bộ Phúc Vàng cùng các bạn trẻ trong câu lạc bộ Tuổi Trẻ cùng đồng thời đăng ký về chùa để hỗ trợ chúng mình làm trong team. Em rất là vui khi được về chùa làm phận sự như này ạ, và rất là hoan hỉ, với cả cũng rất là hào hức để được đến ngày sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông ạ. Mình rất là hào hứng và vui mừng khi cũng đóng góp được một chút sức của mình vào việc công tác chuẩn bị cho đại lễ. Khi mà em làm cái công việc này thì em có cảm giác là rất là tự hào về đất nước mình, khi mà ngày xưa lại có một vị Phật Hoàng như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã truyền giảng đến cho đất nước mình được tu học Phật Pháp, thì đấy cũng là một cái duyên rất là tốt để phát triển nước nhà cũng như là truyền tải Phật Pháp được tới nhiều người hơn. Bằng động lực lục hòa, nét mặt ai cũng tươi tắn và cố gắng hết sức, cùng nhau hoàn thiện hàng trăm bộ trang phục sẽ được biểu diễn trong chương trình kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Từ đó giúp nhân dân Phật tử thập phương về chùa khởi được niềm tự hào, kính quý Đức Vua Phật Việt Nam, cũng là khởi thiện tâm với Tam Bảo để được vô lượng phúc lành. Tất cả những sản phẩm, những bộ trang phục mà chúng mình làm ra thì không do một cá nhân nào làm cả, mà đều có sự có mặt của cả đại chúng ở đây, các ban, bộ phận và tất cả mọi người cùng đóng góp. Mình cảm thấy rất là hoan hỉ khi mà mình được sống trong một cái môi trường lục hòa như này. Không chỉ team thời trang, các ban khác trong chùa cũng đang ngày đêm hoàn thiện công việc của mình, sẵn sàng cho sự kiện đặc biệt. Hẹn gặp lại quý Phật tử và các bạn trong đêm văn nghệ và chuỗi các hoạt động đặc sắc
kính mừng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm Quý Mão tại Chùa Ba Vàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!